ơi, hôm nay đẹp quá, chị Kính muốn hôn vào má. Má ai thì chưa biết, nhưng mà tôi là tôi đang có việc nhớ anh em xíu đây. Cụ thể là việc giải đố nè. Hehe, không cần hỏi xem là chủ đề gì đâu, vì chị sẽ bắt đầu ngay sau khi fan like video đấy. Câu 1, chú bé loắt choắt, cái xác xinh xinh, cái chân thoăn thoắt, cái đầu làm sao? Thì sẽ là cái đầu nghênh nghênh, nhưng theo trên thì sẽ là cái đầu cắt mây. Cơ mà trên này đang bị cộng đồng mạng lên tiếng vì bài thơ hào hùng về lượm lại biến thành nhạc chế trên TikTok. Các bạn đừng học theo đấy nhé. Câu 2, trên nào bị nhiều phụ huynh lên án nhỉ? Đó chính là hình ảnh chú Tuấn Trinh bón cơm cho trẻ nhỏ, làm cho những bữa cơm đã áp lực lại càng thêm áp lực với những đứa trẻ không răng. Ha ha. Há mồm ra ăn hết bát cơm này cho cô Trinh nào. Ngoan cô Trinh yêu, cô Trinh thương, cứ cô Trinh nuốt chừng nhá. Ăn lên, nuốt hết bát cơm lên. Đừng để cô trên áo. Câu 3, trên này có bị cấm không? Được rồi đi thôi. Đồng chí Tân Linh lên đồ, mình lên lại xuống trên bộ, đi vào đường dây ma túy ở bên biệt thự bên hồ. Trời trời, lời bài hát gì mà đi vào đường dây ma túy cơ chứ? Tuy vậy nhưng mà trên này vẫn đang ở vị trí xu hướng đó nha. Được rồi đi thôi. Câu 4, trên nào bị lên án vì lời rap quá giang hồ? Nghe cái trên, ok, tự nhiên thì TikTok quá là chất trời luôn á. Nào là đập đá với cả đập gạch nữa chứ, ha ha. Thuyền lướt trên mặt nước tao như cơn sóng, chân của tao còn xéo khi Nike của tao đang phóng. Kể từ khi tao bắt đầu rap, không mày nào của tao không nóng. Câu 5, ai đã bị xóa tài khoản TikTok nhỉ? Là anh chàng Nono với scandal đi vào lòng đất luôn. Ai mà không biết thì gia nhập ngay hội người tối cổ đi là vừa. Già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Nghèo nói nghèo, già nói già, cô đơn nói cô đơn giữa trời đông lạnh giá. Mà tôi đồn là hello bà già giữa trời đông lạnh giá. Cô đơn, ta nói gì sai? Không để giờ ta nói hello chị trẻ, giàu. Nói chuyện đó giống như mắc bả là bả nghèo hả? Trời ơi. Câu 6, bài hát nào phụ huynh không thích nhỉ? Thế ai mà chẳng thích chứ. Còn cái bài Nobita thầm yêu Suka kia mới bị anti kia. Gì chứ, sao lại trai em lấy Nobita làm chồng được chứ. Doraemon, Nobita, Suka, Doremi, trai em về cô. Maseko thì nghèo, ma trai em thì giàu. Còn Nobita luôn ăn hiếp bạn bè. Nobita thầm yêu Suka, hai quả hồng tặng cho trai em. Nếu trai em bằng lòng lấy Nobita làm chồng thì một năm sau Nobito chào đời. Câu 7, trên nào không nên làm theo lời bài hát? Cái trên gì mà cứ dịp Tết là được cộng đồng mạng top gửi thông điệp, đó chính là trên bốc bắt họ. Đu thì đu trên thôi chứ đừng có mà làm theo lời rap đó nhá. Nếu mà nó có hỏi thì mày cứ bảo là anh mình giới thiệu. Bốc cái bạn 20 mà mày được cầm về tận 16 triệu. Đường đường là một dòng chơi, cái gì chứ tiền thì không được thiếu. Mày cứ chơi đồ hiệu thì kiểu gì chẳng có nhiều đồ hiệu. Hiểu ý anh nói không? Câu 8, bạn nghe xem.
idol nào đang rap cái bài này đấy. Biết điều tôn trọng người lần đấy, kinh nó rất thọ. Lệch 83 mà nó dọc 38 thì đấy là số mới mắc nhỏ. Nhưng mà thôi không sao, tiền thì đã mất rồi không việc gì phải nhăn nhò. Nếu mà cảm thấy cuộc sống bế tắc hãy bốc cho mình một bát họ. Chỉ cần photo cái chứng minh thư và sổ khẩu, mang qua tiệm cầm đồ không vấn đề gì về độ chầu. Đọc cái địa chỉ nhà tao cho thằng em qua nhà mình check đáng. Đưa cho mày tờ giấy mà chỉ việc tí là có tiền mặt à. Nghe cứ quen quen làm sao ấy nhở. Hóa ra là Ngân Hà Trùng Đất Bắc là đây chứ anh. Ngoài làm idol thì chị ấy còn làm rapper luôn đấy. Nếu mà nó có hỏi thì mày cứ bảo là chị Hà giới thiệu. Bốc cái bát 20 mà mày được cầm về tận 16 triệu đường. Đường là một dân chơi cái gì chứ tiền thì không được thiếu. Mày cứ chơi đồ hiệu thì kiểu gì chẳng có nhiều đứa yêu. Hiểu anh nói không? Câu 9. Em ơi đừng khóc, bóng tối trước mắt sẽ làm sao? Còn nhớ bên trên tầng lầu thì sẽ trả lời được là em ơi đừng khóc, bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi. Anh em nhớ đó nha, khóc là bị bắt luôn đấy. Câu 10. Trên nào bị chờ ê chê hơn? Kia nó có bị phản cảm làm sao không nhỉ? Cơ mà trên đấy mấy idol đu quá là nhiệt tình luôn. Câu 11, ai đang hát đây bạn ơi? Rót mật mật vào tai em, tắt ánh đèn bật tình yêu lên sao, càng say anh lại càng yêu em. Nói thật lòng người cho em, nếu thích rồi thì đưa tay lên, chớ nên giữ trong lòng chẳng vui đâu. Uầy, làm sao mà không biết được chứ, quả giọng chú độ người tài này chất hơn cả nước cất luôn mà. Nếu đã lời yêu xin anh hãy là bên đó mỗi khi mi em ướt nhòa, lâu nay em chẳng yêu ai nhiều thế này. Rót mật mật mọt vào tay em, tắt ánh đèn bật tình yêu lên sao, càng say anh lại càng yêu em. Nói thật lòng người cho em, nếu thích rồi thì đưa tay lên, chớ nên giữ trong lòng chẳng vui đâu. Câu 12, ai là người bán thuốc hồi trinh? Chắc chắn không biết đáp án là anh Phạm Thoại đâu. Một thời để nhớ là đây, cơ mà giờ anh ấy không bán nữa đâu nha. Anh em đừng có hỏi nhé. Câu 13, anh Thông Soái Ca bị cấm đăng TikTok đúng không nhỉ? Ai mà trả lời là yes thì tội anh Thông quá đi. Giờ anh ấy giải nghệ không làm top top nữa chứ không phải là bị cấm đâu nha. Tôi thì là không làm TikTok nữa. Nhưng mà ngay là đúng tháng 3, tôi chúc các chị em là xinh đẹp, giỏi giang và yêu nhiều người đến cho chị em. Câu 14, ai tạo ra cái trend SOS? Chỉ tạo ra những thứ siêu to khổng lồ thôi, chứ còn trên SOS là của bà Toạn nhé. Mỗi cái từ đấy thôi mà cũng thành trên được nhỉ. SOS SOS. Câu 15, mà bà Tân Vlog hay là anh Hưng từng bị dính drama? Con trai bà Tân nhé, cụ thể là anh Hưng. Cơ mà drama gì thì có ai kể cho tôi nghe với nào. Anh thương tâm thần em mưa dài. Lấy thân rời đây, mày hút được cái chút của mẹ rồi. Ngày kia đi lên người
Câu 16, trên biến hình Wednesday bị cấm đúng không nhỉ? Ai trả lời là đúng vậy chơi, trên đỉnh như thế, ai mà nỡ cấm cơ chứ? Uầy, vậy là hết thời lượng mất rồi. Giờ mà muốn chị Kính làm tiếp thì fan phải like video và đăng ký kênh cơ. Bye bye!